Kính thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Y tế cho biết là kể từ 16 giờ ngày 21 tháng 11 đến 16 giờ ngày 22 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận thêm một con số mắc mới khá cao, 10.321 ca nhiễm mới COVID-19 tại 58 tỉnh thành phố. Con số này đã tăng 417 ca so với một ngày trước đó. Và trong số này thì đã ghi nhận 22 ca nhập cảnh, 10.299 ca trong nước. Và sau đây là các thông tin chi tiết các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh bao gồm thành phố Hồ Chí Minh 1547, Bình Dương 688, Tây Ninh 564, Cần Thơ 535, Đồng Nai 522, Đồng Tháp 507, Bà Rịa Vũng Tàu 399. Sóc Trăng 398, Bạc Liêu 388, Bình Thuận 370. Trong ngày 22 tháng 11, Hà Nội cũng ghi nhận 260 ca mắc mới. Theo thống kê, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tây Ninh. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam đã có tổng cộng 1.104.835 ca nhiễm từ 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 đã ghi nhận 190 ca tử vong, 4.776 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.